phê này là cà phê nguyên chất anh ạ. Dạ. Nó không có được như ở ngoài kia á. Không được béo như vậy, nhưng mà cà phê nguyên chất em có bán cà phê hạt nữa. Em uống cà phê chuyên nghiệp mà chị. Lỗ quá. Mấy giờ? Nè mẹ. Mẹ đứng đây mẹ nhìn là tưởng là ngay tâm luôn á mà không phải. Cái nhiều cái vậy. Hồi nãy là ngay vậy luôn. Không đi chỗ này đẹp quá. Thế mình chuẩn bị mình đi về chứ để taxi nó chờ mình. Ừ, đúng không đi về. Ồ. Quên ông taxi nữa. Đi. Đi không có tiền tiêu. Em cho anh vô phim thôi. Vô quay giùm anh. Để vô cái nào cắt ghép vô kia. Cái tiếng nhà cái con bò nó tụi bắn ngay cái con khang. Trời ơi, nhít ra xíu rồi. Đó là hai cái tên chạm nhau. Nhớ bạn gái nè, nhớ bao nhiêu rồi, nhớ bạn gái quá. Trời, vài ngày đã gặp rồi con. Tại vì nè, tung con mặt khang vậy nè. Tự nhiên con rồi. Ba con rồi. Chúng con rớt ra. Không có hồi nãy. Ở dưới cái sáo à. Đó là cái tên bà đó. Không, hồi nãy là cái thấy quanh môi nó xuyên qua luôn. Nó xuyên qua cũng măng luôn. Câu xuyên cổ dính cái này là cái chúng quên mòn là nó bị lệch rồi, mấy chú cái mọc bên ra. Chúng mọc nó rớt đó. Ôi hả? Ừ. Chúng mọc nó rớt. Nó đâu, bỏ thấy là nó dính cái dính cái này. Dính cùng cái khe này là nó đổi hướng rồi. Nó mạnh hơn đó là. Đúng rồi, nó bằng dương cung ra nó rồi. Trời nó dính. Bởi vì được bắn cá hả? Bắn cá đem vàng. Bắn cá nó kỹ hết trơn hết rồi. Coi coi người ta bắn đi. Bây giờ đi chụp hình vui quá ông quên luôn ông taxi luôn. Ông biết mà, tại vì ông biết là mình đi vô đây là đi chơi mà. Nhưng mà ông đi mấy tour mình cũng đủ rồi không? À. Ba còn hình như có tour trong đây á. Ông chở đi tour á, có tour rồi.